Alo, vâng, chúng ta cùng đến với trận thi đấu thứ hai ở trong C đấu thứ tư. Sam và Egypt thi đấu với lại Greg và Egypt, lợi thế hơn đôi chút. Vâng, Egypt và Egypt là ngang nhau, nhưng Summer lại Greg lợi thế một chút cho Summer, chỉ là như vậy thôi, còn phụ thuộc vào bài nữa. Núi là người cầm Summer. Vâng, kèo này phụ thuộc vào bài là chủ yếu. Nếu bài ngang nhau thì quân tầm khoảng vâng 1-10 hoặc 1-8. Còn nếu không thì là vâng bài phụ thuộc. Vâng, cái map la này rất khó nói. Bài Summer đúng theo định luật, một đôi voi. Màn hình hơi nhòe nhoẹt, bao lại thôi. Vâng, tiếp tục cùng quay trở lại với trận thi đấu một bài vâng Summerian. Đúng đúng là nòi nhà Summer. Vài u thịt bắp rất hợp với những loại động vật to lớn. Người ta thường gọi là to như con tịnh. Đổ một gỗ về nhà chính để đóng đóng chiếc bé đầu tiên. 6 6 hay 7 đây, chúng ta cùng chờ xem. Đây là 7 ông dân gỗ. Tương đối trâu. Giật nốt con voi về thôi. Phía trên có bầy hiêu và dưới này là một bầy nữa, tương đối phức tạp. Giá như thêm đôi voi nữa thì là đẹp, nhưng hai bầy hiêu này cũng sẽ đủ giúp cho núi có thể lên được đời thôi. Vâng, 23 trên 28, xử lý vụ này thật êm. Vâng, xử lý bầy hiêu này thật êm, bầy hiêu tương đối to, 7 con. Hơi động. Rồi, một chiếc bé thiết kế được vị trí được xem là được. Hiêu ở những con hiêu còn lại kia có thể đá về vâng dần dần. Nhà dân và 80x với 26 ông dân Summer. Vậy Summer sẽ là người đánh cung. Còn Egypt sẽ là người chém, chúng ta cũng xem màn hình máy của vợ. Sở trường vâng chém giết cũng như chém gió, hai sở trường. Vâng, hiện tại đang là mùa đông và siêu nhân đang thể hiện mình. Người có đôi bàn chân hôi nhất Việt Nam, siêu nhân vẫn đang ngồi ở vâng chim lợn cho núi, một thứ người vâng hiện tại thì bốc mùi kinh khủng khiếp, vẫn phải cố giữ mình bình luận kinh khủng.
Vâng, cả hai người lên đời cùng rất sớm và bây giờ chúng ta cùng quay trở lại trận thi đấu rồi. Vâng, bên kia vẫn chưa có ai nhảy đời. Nhưng bên này cả hai cùng đã vâng nhảy đời một. Bây giờ thì bắt đầu có giò đầy ra. Có giò đầy. Đúng rồi. Màn hình máy của game vượt núi Thăng Long 26. Nhưng mà này vâng không kiểu gì đây. À, như vậy là chui hốc. Chui hốc. Vâng, khung hốc, chui hốc, một cánh rừng thông và một cánh rừng dừa đủ để đánh cung R. Vài Persian, à xin lỗi bạn, Samurian tương đối khỏe. Đây rồi, gặp màu 6 Egypt. Công giáp là đầy đủ đấy từ con ngựa giò. Chơi chơi con dưới dốc, đúng rồi, chuẩn rồi, rất chuẩn bài. Té 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 té, đúng rồi, thế cùng tê lượn rồi L2 luôn, mát ruột. Và ở trong có một bãi quả nữa. Còn nông dân, ô, giò lỗi bãi quả kìa. Màu 6 giò lỗi bãi quả góc 9 giờ. Vâng, ai ai sang nhắc hộ màu 6 cái, màu 6 giò lỗi bãi quả. Quang giao thông là người giò lỗi vẫn bãi quả trong góc 9 giờ. Bãi quả rất to và đẹp. Vâng, 26 trên 28 là tham lai ông này. Một tham lai rất khỏe. Ui, chưa bánh xe. Công giáp là đầy đủ, lọt vào máy gỗ rất nhiều nông dân. Chém, vâng vẫn lọt. Buông súng chưa? Vẫn chưa, nông dân 25 máu. Và có lẽ là chuẩn bị có bánh xe. Và sao, vâng resize luôn rồi. Không còn khả năng chống đỡ khi mà bãi gỗ bắt đầu hở. Một trận thi đấu mà vừa chém rất hay. Vâng, núi việc nhẹ, vâng việc rất nhẹ, lương lại cao. Vâng, và tỷ số được nâng lên 2-0.